guys, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì anh em ekip mình đang có mặt tại Sapa các bạn nhé. Ở Sapa để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng trước khi tiếp tục đưa các bạn đi trải nghiệm khám phá du lịch Tây Bắc. Hôm nay mọi người thấy thiếu ai không? Bếp trên bảng. Thì xin chia sẻ một chút là bếp trên bảng hai chị em mình đã về nhà và chuẩn bị một con lợn siêu to khổng lồ để ăn mừng nút bạc các bạn ạ. Còn anh em mình thì đang chuẩn bị ngựa để bắt đầu chuẩn bị cho 30/4/1/5. Nhiều anh em cứ bảo là lên đi Sapa muốn thưởng thức cái món ngựa tươi thì nhà mình thì cũng ngày nào cũng mổ các bạn nhé. Nên là anh em lên đây muốn là làm một chút kiểu tiết canh ngựa hay là gì đấy, thắng cố là ngựa đủ món là ok. Cứ về nhà hàng Sapa TV khâu 19 đường Hoàng Văn Thụ, đảm bảo là đồ tươi ngon. Hôm nay xong thì thấy thời tiết đây thế nào? Lạnh quá. Lạnh không? Cứng họng luôn á. Lạnh cứng họng luôn á. Nhưng mà cái thời tiết này mùa đông giữa mùa hè mà chỉ có ở Sapa mới có thời tiết lạnh như này thôi ạ. Tối nay sẽ làm nồi thắng cố gọi là siêu to khổng lồ anh em nhé. Với lại là đặc biệt là tối nay là sẽ có món tiết canh ngựa nữa. Với lại là ngựa, anh sẽ làm một món này mời mấy đứa. Biết là ngựa gì không? Ngựa gì? Ngựa hầm quả Atiso. Một trong những món ăn mà chưa có nhà nào làm các bạn nhé. Đây là không cảnh nhà hàng. Nhà hàng thì ở địa chỉ là 019 đường Hoàng Văn Thụ Sapa các bạn nhé. Con này là khoảng bao nhiêu cân nhỉ bạn nhỉ? 90 cân. Hơn 90 cân à? À, ngựa được hay ngựa cái? Được. Được à? Thế là hôm nay là có món súng ngựa nữa rồi. Thôi anh em cứ ra đòn đi nhá. Có không? Cái cảnh giết mổ này thì không quay được nên là mong các bạn hết sức thông cảm. Thôi bây giờ anh em mình lên phía trên. Đi. Đấy, ngựa tươi luôn. Đi xa cái. Đi xa cái chân của nó ra. Đừng có đá. Với lại là hôm nay là có mời team Phạm Dũng một con cá tầm gọi là siêu to khổng lồ đây các bạn ạ. Đây. Vừa nay là mình kiểu không để bình oxy ấy. Nên là nó mệt rồi nhưng mà không sao. Tí nữa là xử luôn. Sau khoảng thì em nó đã vàng chóe rồi. À này, hôm nay là cho nguyên cái bộ thần công dạo dực nấu lẩu nhá. Nấu thắng cố nhá. Nhưng mà ngựa mà khi mà nó ấy vào rồi nó cũng teo lắm anh em ạ, nó cũng không. Ê, cẩn thận. Vàng chóe luôn quá anh nhá. Còn nó này như kiểu trễ. Ra đến đâu mà cong veo như này là giòn tan đấy nhỉ. Cái người ta bảo là thẳng như ruột ngựa, cái ruột ngựa này nó không có nhiều đâu các bạn ạ. Anh em cứ bảo là đến đây cho nhiều lòng nhưng mà thực ra là nó không có nhiều mà cho. Đặc xịt. Đấy. Đặc xịt giòn tan. Lòng con này dày đúng không? Ít con này còn dày. Non đúng tầm. Cái lòng này nó không bao giờ dính đất cát. Nó không như lòng hang đâu. Lòng lợn đây là dính hết lông ngay, lòng này không là dính. À. Kể cả đây cho sát sát là nó không dính như nào. À. Ba chỉ này. Ba chỉ này. Khi mà nấu thắng cố ăn là giòn lắm các bạn nhé. Còn nhiều anh em cứ bảo là cái bộ phổi của con ngựa này thì làm món gì thì cho vào nấu thắng cố các bạn nhé. Vì cái nếu mà cái phổi của ngựa bạch ấy thì làm thuốc thì rất là tốt, nhưng mà phổi này thì chỉ nấu thắng cố thôi. Nhưng mà đầu bếp bếp trưởng còi còi này sợ nó đánh phát là ngất luôn không? Hả? Con này nó là loại quái vật rồi. Thì anh em đang bóng bàn nhưng mà Diễm có vẻ đứng xa lắm. Hả? À. Con này nuôi bao nhiêu năm vậy anh Hải? À con này là nuôi mười mấy năm rồi em. Mười mấy năm rồi. Ai anh sắp xỉu chưa? Đây mọi người có thể xoay xoay một tí đi. Ghê quá. Này. Ủa có cái bụng nữa nè. À, xong hỉ với Diễm thích bộ phận nào để báo siêu đầu bếp nào? Anh ơi, mỗi một phần ngon của con ngựa làm cho em một món được không? Ok anh. Cho nhanh. Anh lựa món nào mà tốt cho phụ nữ á, là tụi em ăn à. À. Đâu cái bắp đâu em? Bắp nhúng. Bắp. Là phần
than chuột ạ. Than. Than này làm gì đây? Này em đang làm món sông hơi nhỉ. À, sông hơi. Sông hơi hả? Sông hơi thì chỗ này là vừa mềm mà nó ngọt thì cả. À. Còn nếu mà hầm artiso thì là lấy món nào anh? Lấy cái phần nào ạ? Hầm artiso thì mình sẽ lấy cái đoạn ba chỉ. Ba chỉ, là ngon nhất. Ba chỉ ở cổ là ngon nhất. Ừ. Chứ không phải gần ha. Đúng rồi, đúng ạ. Đây cái bắp. Đây là bắp đùi ạ. Ừ. Đã nhỉ? Đã. Này đúng chắc là nóng rồi. Đây thịt nó vẫn còn ấm ấm chị ạ. Đây em đưa cho bạn này một miếng đi. Em nhớ là mới xẻ là cái thịt đó không nhịp. Đấy, cho xong hỉ miếng này mang về An Giang nhá, ok không? Hả? Chị sờ vào, vẫn còn ấm á. Vừa mới được anh em là phi lê làm sạch sẽ, bây giờ là sẽ chuẩn bị chế biến. Thì con cá này nhà mình làm rất nhiều món nhé, nộm này, xào này, rồi lẩu này, phi lê này, ăn gỏi, sashimi này, các kiểu luôn. Đấy. Nướng này, hấp này, đấy. Rồi chiên này, đúng không? Đuôi của nó anh ạ. À, cái này làm món gì? Cái này em sẽ làm dùng răng muối ạ. À, răng muối à? Răng muối. À. Cái thịt luôn anh Hải. Hả? Cá vừa mổ xong thì gân của nó vẫn còn tươi ạ. Vẫn tươi. Cái này có phải là cá nóng không anh? Cá nóng. Cá nóng ạ. Heo nóng. Heo nóng ở trong Tây Nguyên à. Bây giờ em sẽ chế biến từng món một ạ. Ờ, em định làm như nào như nào? Dạ vâng, bây giờ là em sẽ làm món rang muối, xong đến món xào và món hấp. Ừ. Món hấp thì em vừa ấy làm rồi ạ. Ừ. Đây là hấp ạ. Lấy cho anh mấy khay đây. Đây, miếng thịt cá này, anh em thấy không? Đấy. Đó, nó là loại cá mà rất là già rồi. Cái đầu này vừa đấy em bảo là làm món gì nhờ cái đầu này? Dạ, đầu thì em cho vào nấu cháo ạ. Nấu cháo à? Dạ, nấu cháo nguyên cái. Vâng. Ok không? Thôi để nguyên đi. Cái này là làm gì? Dạ, bây giờ em chế biến món rang muối trước ạ. Rang muối, ok. Dạ, ok. Nhìn cái thứ thịt nhá, chia ra nhìn ạ. Từng phút, mình đếm được từng vân của cá luôn. Dạ, vâng. Đấy là cá lâu năm của cá luôn. Vâng, nó to nhá. Hôm nay là đặc biệt là có Phan Diễm thì em phải làm cho anh hai món. Đầu tiên là món nộm củ hũ dừa với là cá nhá em nhá. Đây, tí ta sẽ làm bằng đấy. Thứ hai nữa là sẽ làm món xào. Lòng xào của hũ dừa. Lòng xào hũ dừa? Vâng ạ. Nhưng mà cái đó là xào với cá này là ngon lắm ạ. Lúc nào mời bạn vào Sài Gòn ăn hải sản nhé. Anh có hay vào Sài Gòn không? Nếu như anh Hải cho đi thì em sẽ được đi ạ. Thôi bảo lỡ mà thì Diễm mời chứ. Dạ vâng. Ở nhà có bếp trưởng, bếp phó và các thứ chứ. Bếp trưởng này hôm nay là chỉ có Diễm ra đây mới biểu diễn nha Diễm thôi. Bình thường ngồi bánh cơm hút thuốc lá không à. Anh ơi, anh xào hai cái món đó ngon ngon xong em đi chuyên về và em vô Sài Gòn đi ăn hải sản nha. Ok em. Không, còn nếu mà có lòng tốt thì nếu mà sợ bếp trưởng đi mà không có ai nấu thì gửi ra cũng được đúng không? À, thấy khó quá. Bye bye đi Sài Gòn ăn mới ngon. Đề nghị kia là mài dao là tập trung rồi nhá. Cứ liếc người đẹp không được đâu. À, thịt này tươi chưa? Còn đây là món rang muối ạ. Ừ. Đây là món hấp ạ. Ừ. Đây là món xào ạ. Ui, xào miếng to đấy á. À dạ không ạ. Riêng cá xào thì đặc điểm là rất dễ lát nên là phải thái dọc thớ ạ. À, dọc thớ. Đấy, bé Diễm đã hiểu chưa? Không, với lại anh cũng hiểu ý anh Hải ấy. Nhìn anh cầm con dao sắc này, lo. Thank you.
Ui, cái kia mà nhá một miếng thì cứ gọi là nhấc người luôn đấy nhỉ. Thôi em ơi, em cứ nuốt được bọt nó ngực kìa. Dạ, cái này xào thì trong vòng tầm khoảng 5 đến 10 phút là được. Khi mà mình trần lên rồi, xong rồi nó co cái thịt lại, xong rồi mình cho vào xào. Cho vào xào thì cái... Có ai nhắc mình hay sao nhỉ? Các bạn yên tâm là mình vẫn ở 34 một năm, vẫn ở nhà hàng Sapa nhá. Ôi, thằng này nó lọc quả ngựa này mới uy tín này. Nhìn ngon chưa? Đây, cho anh em nó chế biến đi em. Em ơi, hấp cho anh cả tảng này nhá. Cái này rang muối này, cái món này là món xào này. Cái này để làm gì đây em? Cái này là nhúng lẩu ấy, bắp. Anh em nào mà muốn lên đây mà thưởng thức cái loại cá mà nguyên con như này thì phải alo trước cho Hải nhé. Bên mình mới đi bắt được. Đấy, các bạn thấy đi bắt loại cá này vất vả phết đấy, xa. Thế da này nấu rang cố đúng không? Vâng. Phần này nướng là ngon nhất. Trong con ngựa nha anh em nhé. Xé mạnh nó ra. Đấy, lấy cái này này. Khi mà ăn ngựa nướng chỗ này là ngon nhất luôn. Đâu, rơi đây thế nào. Đấy. Anh em biết cái đoạn vách chưa? Do là cái thắng cố nhà mình là sử dụng nguyên liệu là đồ tươi ấy, nên là khi cứ mỗi buổi chiều hoặc là trước khi đến cái giờ khách ăn ấy, thì đầu bếp sẽ nấu tươi luôn. Đấy, nên là các bạn đến đây là yên tâm là sẽ được ăn món thắng cố tươi. Đẹp trai bếp. Mày tên là gì? Em tên là Ngọc ạ. Hả? Em tên là Ngọc ạ. Ngọc à? Mà lần này mình đi xuyên Việt lâu quá, bạn hơn 2 tháng rồi, bây giờ mới về. Giờ chả biết là các em nó có biết nhớ mình không. Anh Hải thì sao quên được. Mày quên thì không, anh quên luôn lương ngoài đấy. Thường nấu này thì khoảng bao nhiêu lâu thì được ăn em? Bình thường là nấu thắng cố ấy thì nó sẽ mất khoảng 45 đến 50 phút ạ. 45 đến 50 phút. Vâng, cái con ngựa này em thấy nó cũng non gà lắm. Không gà. Non. Con ngựa này mình sẽ nấu khoảng 40 phút. 40 phút là được rồi. Vâng. Đây này, toàn bộ thịt là thịt tươi hết, nên là nhiều anh em bảo là thịt gì các nhà khác sử dụng thịt gì thì mình không biết. Nhưng riêng nguyên liệu nhà mình, đồ là luôn luôn tươi, giói giói luôn nhé anh em nhé. Và các gia vị để nấu thì mình cũng chia sẻ luôn này. Thảo quả này, quế này, thảo quả đây, hoa hồi, quế. Đấy, và một số những cái gia vị đặc trưng thì đầu bếp đã pha chế rồi. Nhưng mà nó không thể thiếu được là cái lá thắng cố đâu anh em nhé. Đấy. Lá thắng cố là không thể bao giờ thể thiếu được. Đấy. Là các loại mắm muối thì chính rồi xả hành. Đây này, cái nó đặc biệt là ở đây này. Đấy, anh em ạ, nó đặc biệt là ở đây này. Nhưng mà nó có những cái không thể chia sẻ được thì mong mọi người hết sức thông cảm. Vâng, bây giờ em sẽ cho ra. Ok, em cứ làm như bình thường đi. Này là gừng này. Các bác ở dưới xuôi có thể nấu ăn được luôn.
Bây giờ mình sẽ phi thơm những cái này lên, gia vị lên. Đây là quế, hoa hồi này, thảo quả này. Mình sẽ phi thật vàng những này lên. Anh em phải phi thật vàng cái quế hoa hồi thảo quả lên thì nó mới dậy được cái mùi, nó mới dậy được cái mùi thơm của ngựa. Đúng rồi anh ạ. Em nấu bếp được bao năm rồi? Em cả năm nay năm thứ 8 ạ. Năm nay năm thứ 8 à? Vâng. Làm Sapa TV mấy năm rồi? Em làm được 15 nay ạ, còn 15 nay ạ. Hả? Em làm dưới đây còn 15 nay ạ. À. Nhiều khi là mình cũng chia sẻ thật với anh em là mình đi quay suốt. Vậy là ở nhà hàng thì chỉ biết mấy anh em mà bếp trưởng, bếp phó, quản lý rồi ấy thôi, chứ nhiều khi đông người quá, người ra người vào nên là cũng khó kiểm soát hết. Thôi phải cho nó vàng đúng không? Vâng, vàng thì nó mới lên mùi, dậy mùi được. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cho thịt ngựa vào. Ừ, em cứ làm như thường thôi. Đổ tất vào. Ủa, siêu to. Ủa. Hello. Đây là món thắng cố ngựa anh ạ. À, thịt ngựa đó hả? Đúng rồi, thắng cố mà nổi tiếng rồi. Vâng. Anh đã ăn tối chưa? À, chưa. À. Thịt ngựa. Thịt ngựa. Ngon lắm các bác. Các bác là đoàn ở đâu đây? Đoàn Hải Phòng. À, Hải Phòng. Đây là bộ lòng với lại các bác này là 100% là người overseas rồi, không phải ở Việt Nam. Chưa, nếu mà người Việt Nam thì chắc chắn là biết mình. Đúng rồi, đúng rồi. Em hay làm những cái video mà anh chị xem ở trên YouTube ấy, là về chợ phiên ấy, về các món ăn ấy. Chợ ăn uống. Đúng rồi. Quá hay. Chua với Mỹ. Malaysia. Mỹ à. Cali. Cali à. Ồ, của em là, vâng, của em là có 20-mấy% người Mỹ xem, người Việt ở bên Mỹ xem. Tết chụp cả đi. Càng xem nhiều. Anh cứ thử chú bắp lên xem có ai biết không? Hai chục bác lên cơ xem ra. It's Miss Hot. Hot. Host. Miss Host. Yeah. Bây giờ chúng ta cho gia vị vào nhá. Em cứ cho gia vị vào đi. Tôi là người Pháp. You got French? Where are you from? Argentina. Argentina. Messi. Yeah. Argentina anh em ạ. Messi hả? Hả? Không biết. Chụp cái hình đi, chụp cái hình. Dạ. Ấy đứng quay vào đây, đứng quay vào đây. Đấy. Thử up lên Facebook xem qua. Facebook. Sapa TV. Đây là một trong những du khách đến từ Mỹ mà hiếm hoi không biết đến anh em mình. Không xem YouTube đúng không? Đúng rồi. Dạ. It's a very special hot house. Mình nhiều khi lâu không nói tiếng Anh nó ngượng. Dạ. Đây là cái lá thắng cố trong cái nồi thắng cố này. Dạ đây ạ. Lá chanh và lá thắng cố là quan trọng nhất. Món này bán nhà hàng nào? Những món này nhà hàng này à? Vâng, nhà hàng cháu. Giờ là múc ra bán ăn luôn đấy. Chưa ăn qua. Thịt ngựa. Thịt ngựa. Vâng. Đúng rồi ạ. Vâng, mời các bác đi.
Ai à, xong thì đã kết siêu đầu bếp của chúng ta. Ai, cái món thắng cố đặc biệt là nó sẽ có cả lòng, cái ruột đấy, ngon rất là lòng. Ngày nào cũng quay hay sao? Thỉnh thoảng em mới quay ạ. Vậy. Sapa TV nha. Subscribe. Thơm không à? Xong rồi. Em đã đi đâu ăn thắng cố mà nó thơm như này chưa? Em chỉ ăn ở nhà hàng Sapa TV thôi mà. Cảm ơn em. Thơm quá nhỉ. Đấy anh em ạ, ngựa tươi nó phải thế. Anh em hỏi tay thì để mình nhé, mình trộn giúp cho. Cả thân ông người đổ đây bà chủ á. Xây cho bếp là to con nha. Em có vợ chưa? Em có rồi ạ. À. Tưởng không thì để cả anh Mỹ bơi cho mày. Không phải, em ơi, cưới chưa? Hôm nay chưa cưới. Hôm qua cưới rồi. Dạ đúng rồi. Mấy bữa kia cưới rồi, hôm nay chưa cưới. Này cái lòng. Thơm quá anh em ạ. Cái da cũng ngon hả? Giòn lắm ạ. Giòn lắm cô ạ. Vâng. Có cần cho tiêu không? Không. Có đầy đủ hết rồi ạ. Hạt dổi. Ở trên này là dùng hạt dổi, mắc khén, quế, hoa hồi, thảo quả và một số gia vị đặc trưng. Và đặc biệt cái lá chanh này. Lá chanh, lá thắng cố. Người Lào thích nhất lá chanh thì có sao. Thái ơi, em chào với bên hai khách này với anh Thái ơi. Hello, welcome to thắng cố Việt Nam. Where are you from? France. France. Yes. Zinedine Zidane. Thierry Henry. Ah, no, not friend. Ah, French, but Spain. Ah, friend Spain. Chào các chị đẹp nha. Dạ. Rồi. Hai chị này lại thấy ngựa đây, bây giờ qua mua luôn. Thấy buộc ngựa đây. Đây là khách hàng trung thành, hàng xóm. Nào cứ có ngựa tươi phát phải sang làm nồi. Đây là chị gái là chùm taxi, các bạn này lên Sapa cứ nhìn thấy taxi xanh là taxi nhà hãng nhà chị nhá. Cứ lấy mật khẩu là Sapa TV là được giảm giá 10% đúng không chị? Xe điện xanh, taxi xanh luôn. Cái này là gì anh? Đây là cái khẩu thần công. Bình thường là cái này em phải sơ chế riêng vì là em sợ để nhưng mà xong chưa? Xong rồi. À, cứ thế con này rồi, thế cho vào đây đi. Xong cái này cho hai quả ca vào đấy. Đấy. Không sao. Rồi, ok. Rồi. Đỉnh cao ấy. Rồi. Cho thêm tí nước nữa vào. Bổ sung thêm tí nước các bạn ạ. Cái nồi thắng cố này là cực kỳ chất lượng luôn anh em nhé. Ồ, trong đang có biểu diễn. Nghèo xinh tươi. Cùng đi, xong nghỉ. Này, lên lô.
Song Hỷ có vẻ là rất là có năng khiếu với múa đấy. À. À, Hỷ Tím. Cảm ơn tất cả các em. Nhưng mà Song Hỷ anh phát hiện ra một điều là em có năng khiếu đấy. Có năng khiếu múa đấy. Em có muốn tham gia vào đội múa ở nhà hàng không? Khi nào mà anh thiếu nhân viên múa anh tuyển em nha. Còn trên màn hình thì đang chiếu nhà hàng ở bên cơ sở 2 của mình các bạn nhé. Đấy, ở bên 442 đường Điện Biên Phủ Sapa. Rồi các người đẹp cứ chơi tiết mục đi. Còn hôm nay đây là cái mâm cơm của anh em mình đây. À, mọi người đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà phải ăn nóng mới ngon. Này. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là món bắp ngựa xào. Đấy. Bắp ngựa xào, còn đây là món ngựa trao. Đấy. Còn đây là món tái này. Đấy. Và đây là món ngựa, bắp ngựa nhúng. Đấy, bắp ngựa nhúng, nhúng không phải là nhúng mẻ đâu các bạn nhé. Mẻ thì bên kia. Đấy. Đấy. Hôm nay là mình chỉ làm các món chế biến từ ngựa thôi. Em ơi, cho cái này lên đi. Nồi lửa lên chưa? Lên luôn, lên ngoài lên lửa rồi. Đây là món gì đây à cậu ta? Canh đắng à? Đây giới thiệu với cả nhà là món ngựa nướng tảng. Ngựa thì sử dụng cái diềm nhé. Đây để anh ra ngoài anh lấy cho. Đây, đây anh em thấy cái diềm ngựa chưa? Đấy. Nó phải là đúng cái diềm này nó mới ăn nó mới ngọt này. Đưa cho anh mượn cái. Anh mượn gì ạ? À? Cái bát. Cái bát của em. Anh lấy cho từng lần lượt. Đấy. Thực ra là cái ngựa này phải ăn nóng mới ngon nhé các bạn nhé. Các bạn để một lúc nữa nó sẽ bị khô. Của em đây. Anh đi lấy thì anh sẽ không bao giờ xin trước. Đấy, em mình sẽ được ăn trước. Đây, đây của bác của anh nhá. Thank you anh. Rồi mời anh. Món nóng đem ra là đã. Nóng hổi. Ăn cực ngon luôn. Em xin với. Đây, Song Hỷ đây. Đấy. Em thấy không? Này. Thịt ngựa cực kỳ thơm luôn, nó mềm. Đấy, có đây cái này là để cho Phạm Dũng các bạn nhá. Nói đùa chứ tí Phạm Dũng còn làm thêm đĩa mới. Đây. Đấy. Mời cả nhà nha. Rồi mời anh chị em chuyến đi. Thơm thế. Hả? Ngọt không? Ngọt. Quan trọng là mềm. Tao hơi chết rồi. Quên. Sao anh? Anh có bình rượu quý. Em biết à? Khẩu vị này à? Hồi đợt anh chị nói là mua cái gì ngâm sâm hộp lim gì đó mà ngâm sâm. Anh có bình rượu sâm Lai Châu cực đỉnh luôn. Để anh lấy một chút rồi nhá. Số 1, số 1. Đây. Ra đây. Đây em ơi. Đi, mấy chị em mình ra. Này, hút cho anh cái rượu sâm. Các bạn lấy bình đi, hút rượu sâm cho chị à? Anh là chính tay hút của anh. Anh ơi! Ơi! Hôm nay anh sang hút bọn em để xin anh mua hình nữa nhỉ? Ok, được luôn. Đây là... Đây là đoàn mình ở đâu nha lên nhỉ? Hà Nội. Rồi ok, cảm ơn anh em. Cái này là hút luôn à. Tí xăng ta lưu nhá. Cái này đúng kiểu ngày xưa cho thuê xe máy rồi hút xăng mà. Ôi. Anh ơi để cái này nó cẩu xuống đây chứ. Đấy, hút mạnh lên nào. Anh này chọc nó vào cái củ này làm sao mà nó ra được. Đây đồ em giữ cho đồ anh hút đi nhá. Ra sức hút nào. 1 2 3. Cái này thì anh không hút quen rồi. Cái này em hút đi. Cái này đây là ngoài trừ Phạm Dũng với Soa TV là không ai được thử cái loại này đâu các bạn ạ. Anh ơi. Sao mình hút kiểu gì nó cứ cẩu ngược vào trong ấy nhỉ? Này phải biết hút đấy. À đây được rồi, đang chảy rồi. Đấy chưa? Đỉnh không? Đấy. Nhưng mà cái này đâu phải cái bình đâu. À cái này là cái bể cá nhà mình các bạn ạ. Không. Nhưng mà anh bỏ vô cái bình mà không vừa hả? Giới thiệu với cả nhà đây là bình sâm có 102. Ồ sao em nhìn thấy giống con hổ hay con gì đó. Đúng rồi, đây là con hổ. Con hổ biểu tượng đấy. Bởi vì trước là chị muốn tặng cho chồng chị là sinh năm con hổ 1986. Nên là biểu tượng đây là con hổ, nhưng mà không biết là các bác mà
làm họa phát ra như giống con mèo hơn. Tôi đi làm bình mèo. Nhưng mà hả? Cái bình này là chị tặng anh Hải hả? Anh Hải. Nhưng mà bình này bao nhiêu? Trên một. Trên một tỷ. Đây là sâm Lai Châu. Một cái loại sâm là cực kỳ là quý. Quý luôn các bạn ạ. Thôi thế này quý thì hôm nay là lần đầu tiên là anh chị là khi mà đón tiếp mà đoàn đi xuyên Việt 63 tỉnh thành, đây là phá trinh lần đầu tiên. Chưa ai được động vào cái bình này nhá. Cho em hỏi là đi xuyên Việt xong cho em xin cái đuôi luôn. Đây nhá, để nếu mà không mà hứa chị hứa nếu hôm nào mà nhà Phan Diễm mà có làm xong nhà mới chị sẽ tặng em một bình đấy. Nhưng mà tuổi em là tuổi con gì nhỉ? Em tuổi con chó. Chị sẽ tặng hình con chó. Con chó à, vitamin go go. Thế thì à, em ơi, mình tặng con chó nhưng mà cái con chó mà hôm nay về dưới kia thôi. Nhưng mà tặng con bác dê này đúng không? Không, cái con chó mà bằng con chó nhà hàng hôm nay em bế xinh xinh này thôi. Nhưng mà bằng xăm luôn. Mà đi bắt cá tầm ấy. Đấy. Con bác dê này. Nhưng mà bằng cái xăm này luôn đúng không? Bằng cái củ xăm này luôn. Xăm này mới quý chứ. Nó là uy tín nó mới quý chứ. Cứ chị nói xung ra đâu. Em nói cha em tranh thủ làm nhà cho xong. Lòng ngựa. Trong con ngựa ấy thì số lượng lòng thì nó có hạn thôi. Nhưng mà mỗi người thưởng thức một miếng đi. Mỗi chị em là tự gắp đấy nha. Đây. Người ta nói là thẳng như ruột ngựa. Cái này là quý nhá, cũng là đây. Một trong những ngon nhất cái, trong con ngựa cái luôn. Cái này à, gắp nó dễ hơn. Nào mời anh em. Đấy, Dũng đưa anh bón nhá. Thơm nào. Được rồi. Chị vào rồi, vào còn Diễm. Diễm vào nó đi đấy. Em hơi cứu hơi nóng. Em ăn miếng ruột ngựa này anh nghĩ à. Em lại nhớ rất là lâu luôn. Lần sau em sẽ nhớ nhé. Dai nhỉ? Không. Tất cả những món ăn này sẽ làm là sau cái chuyến hành trình xuyên Việt em đã gây thương nhớ cho em một cái đấy gì đấy. Nhưng mà Dũng phải làm thử miếng đi. Dũng mà không ăn là quá tiếc luôn, anh thề luôn. Cực ngon luôn. Bạn Dũng hôm nay không ăn thì sẽ là hối hận. Mà luộc không nhỉ? Quá. Đúng rồi. Giòn. Nó béo béo sao không? Cho em xin biết. Không thấy anh gì đúng bài không, nhưng mà đồ ngon thật. Ngon không? Em ăn miếng đấy rồi. Em phải ăn cái miếng này. Cái này cái khấu đuôi này. Đây mới chuyển này. Đúng không? À không, cái miếng lòng, đây là miếng lòng. Em thích cái bao tử cái đuột này hơn. Đã quá. Em ừ. Em thay mặt cho đội văn nghệ. Ừ. Mời anh chị. Ok em, đây. Bên nhà mình thì mỗi tối là có đều có anh chị em là đội văn nghệ là đến giao lưu của các bạn. Ôi em ơi, rót cho đàng hoàng mà em. Hát đầy mà em. Chơi đồng đẻo đấy. A báo mà, đây, giả mũ cho A báo này. Mất cái mũ hành nghề. Nhưng mà đội cái mũ này ấm đấy. Cảm ơn anh. Ôi, nhưng mà thật sự luôn ấy. Cái lòng ngon thật sự luôn. Ngon không? Ngon không? Anh đã bảo rồi, cái này là đỉnh nhất cái trong con ngựa luôn. Cái ruột, ruột ngựa. Người ta bảo thẳng cái ruột ngựa. Thì cái ruột ngựa nó rất là một đoạn ngắn thôi, nó không có nhiều. Thôi. Thiếu một chén, thiếu một chén chị. Bác thêm một chén nữa. Là lý lượng này đội múa xin chúc sức khỏe các anh chị và mong anh chị có thật nhiều sức khỏe để mà ra thật nhiều video thật là chất lượng, thật là ngon miệng để chào đón những cái vị khách tới nhà hàng Sapa TV. Dạ. Cảm ơn em. Chúc đội múa là nghiên cứu ra được nhiều bài múa hay để có du khách đến nhà hàng vừa ăn và vừa được thưởng thức những tiết mục đẹp nha. Dạ. Chúc sức khỏe với em ạ. Chúc em nhé. Hết luôn nhé. Rồi, anh cảm ơn chưa? Anh chị ạ. Cảm ơn. À Bảo ơi, làm bài khen lá cho nó vui tai nhỉ? Hôm qua là Bảo thổi bài sáo rất hay luôn nhưng rất tiếc lại dính bản quyền. Đấy, làm bài đi. Lá đâu rồi, đồ nghề đâu, mang ra đây. Mang cái lá đó đúng không? Trong khi anh em thì mình muốn giới thiệu anh em món nữa này nữa. Đây là món ngựa. Ui, bỏng quá. Đây. Đấy, đây là món ngựa sông khói các bạn nhá. Đây. Anh em mình vừa mới mải nói chuyện quá nên là nó chín là hơi quá lửa. Đấy, nhưng mà mỗi người thử tí đi. Em ơi. Ừ.
May là mình ăn kịp lúc nữa rồi, hơi dài rồi. Không ăn luôn. Bà bao lấy cái bát đấy em. Bao lấy bát đấy em. Em gái đâu, ra đây ngồi ra đi cùng luôn. Em Dung ơi, ra đây ngồi cùng mấy anh chị. Để thêm một ghế nữa. Ra đây làm mấy chén cho tí biểu diễn cho nó tít. Ủa. Lấy bát đũa đi em. Thôi cái thịt xong khói này thơm quá anh ạ. Cẩn thận không mỏng nhá, mềm đúng không? Mềm lắm. Có lấy cái này cho Dung này em ơi. Còn lá chanh à. Lấy ra bào nữa. Tạo ra một em hương lấy rất là thơm. Bảo dùng tự nhiên đi nhá. Bảo ơi. Mình mời em. Sau khi thưởng thức món này xong thì anh lại muốn là mỗi người là làm một chút cái bắp trần này. Này cái bắp trần này. Chưa được ăn thắng cố luôn ha. Chưa, thắng cố là bữa ăn cuối cùng để cho nó mềm nhé. Đấy, đây là cái bắp. Bắp trần này. Đây đây là do xong nghỉ này. Đến nhà hàng Sapa TV là không vội cái bắp được. Bắp trần là không lần lượt đúng rồi. Quay hơn hả? Đúng rồi, cái bắp hồ chiều đây. Một chút nước nữa là ok. Đây anh lấy cho gái. Bạn Phan Diễm này. Chờ chút này. Ăn này phải ăn nóng mới ngon em ạ. Đây. Đây. Xin. Phải giống như bắp hoa đúng không anh? Ừ, bắp hoa đấy. À bảo đưa bát đây sao nào? Chơi hết cái mình đi. Cái bắp hoa này là ở phía chân sau của con ngựa hả chị hả? Cái bắp hoa này khó giải thích quá, tí em lên Google nhé. Chân sau, chân trước nó đều chân có bắp sau, chân trước đều có bắp nha em nhé. Báo cứ chén nhiệt tình nhá. Bắp này là nó ăn nó rất là giòn, nên mọi người cảm nhận luôn đi. Rồi, mời tất cả mọi người nhé. Đây này, mọi người nhìn cái thịt bắp này. Nó xoăn như này em ạ. Đấy, thấy không? Ngon. Nó có tí gần mềm mềm mà giòn. Không có chút nước nữa. Nó em đây miếng của giòn là chính là cái gân. Xong thì nhập thêm một miếng hào, nước sốt này. Cái đấy là nước chấm thần thánh. Chấm khi đến là ăn bắp ngon nhất ở cái gân thì đừng có bảo là anh đầu bếp ơi lọc gân đi nhé, là sai luôn hoàn toàn. Ăn bắp là phải để lại gân. Ngon không? Đảm bảo các bạn là khi mà các bạn nào đi mệt mỏi về làm một bát bắp trần này tỉnh táo lại người luôn. Đó đi cho anh uống với A Bảo anh nào. Mình quen nhiều A Bảo quá các bạn ạ. Cả A Bảo Hà Giang, A Bảo ở Sapa rồi. A Báo ở Bắc Hà, ông nào cũng thấy nhận A Báo. A Báo Hà Giang là thầy mình mà cho anh kêu là anh kêu tên là thầy mình đó, bữa anh quên thầy A Báo. Thầy đó bữa nhận. Tưởng thầy là thầy của em cũng nhận anh là thầy. Thầy của em hôm đấy là thấy xác nhận là thầy ấy chứ, thầy múa đàn tính này chứ. Không, không sao thầy luôn chị. Đôi này đi đâu cũng thầy luôn. Thầy hết. Trời ơi. Nè. Thầy huấn luyện cho ăn này mai gọi thầy Hải nhá. Nào anh em mình uống mấy A Báo cái để. Cảm ơn A Báo. Em gái. Đây, chén em đây. Ly của chị đây, này, đây, mới đây, ly đây, đó đúng không? Diêm ơi, Diêm ơi, là Diêm. Nào mời anh em, à, cảm ơn nhé, sức khỏe. Giờ A Báo tặng cho khán giả Sapa TV tiết mục thổi bài Chiếc Khăn Phiêu đi. Chiếc Khăn Phiêu. Ôi, nó có đồ nghề luôn này. Em đi đâu cũng có đồ nghề luôn. Chỉ bằng một cái ná thôi nhá. Em thổi một đoạn ạ. Ok ok. Thôi một đoạn thôi. Chưa xíu ạ. Thank you.
À. Áo không trả lời. Vui quá. Lâu lâu mới có cảm giác được nghe cái bạn ấy thổi kèn. À. Chắc là bạn ấy anh Hải làm khó anh đúng không? Tại vì bình thường là anh hỏi bằng cái sáo mà anh Hải kêu không phải là sáo nhưng mà dính bản quyền rồi, hôm nay tôi thổi lá thôi. Sao bây giờ mọi người cứ hay bắt nhạc bản quyền anh em mình nhỉ? Những bài về Tây Bắc phải để cho anh em mình phát cho mọi người chứ đúng không? Này, cái món này hấp dẫn nhỉ? Nhưng mà vẫn chưa sơi được đâu các bạn ạ. Đây là hôm nay là ui. Đây. Bạn thấy ok không? Hàng. Nhưng mà sao lúc bình thường mà nó oai hùng thế mà sao mà lúc mà lên nồi nó lại có một đoạn này nhỉ? Còn các bạn mà nhìn thấy cái khẩu thần công dạo dực này mà của ngựa này mà nhìn nó dài ngoằng ngoẵng ra khoảng mét đấy là không phải đâu. Cái đấy là của bò. Bò, còn bò mới dài. Ngựa thì nó chỉ một đoạn như này thôi. Em mình đi mấy nơi mình gặp mà họ bỏ vô cái em bò, bò, dài bò, hàng mét bò. Hay nửa mét đấy là bò nhá. Còn ngựa chỉ ngắn theo tầm này. Hôm nào mà các em sang Lạng Sơn thì anh đưa các em đi ăn một quán phá lấu. Mà nó có cái súng cứ toàn 1.5 m, 1.5 m. Mà để dễ phân biệt thì ví dụ như là của ngựa ngắn hơn nhưng mà nó sẽ to hơn, của bò dài hơn nhưng mà sẽ nhỏ hơn. Đấy là cách phân biệt. Bởi vì em hay đi quay nhiều chợ phiên là em biết rồi. À đây bây giờ anh lại giới thiệu với mọi người nữa một cái món món canh đắng. Canh đắng ạ, đây. À. Này, mỗi người hút một chút canh đắng đi. Này canh đắng này, cái bộ này là bộ óc. Đấy, nên là óc ngựa. Đấy. Này, mời anh em. Em lại, lên đấy. Dung đúng không? Quỳnh ạ. Quỳnh à? À. Dung em. Dung là ai? Anh Khai Mai. Không, thì thấy Tuyên gọi thế thì gọi thế thôi. Dung là em mặt tròn tròn trưởng nhóm là hôm nay bạn ấy chắc là chưa đến đây. Đây là em Quỳnh. Thực ra là anh em đội văn nghệ thì nhà mình có hai nhà hàng nên là anh chị em cứ phải chạy show bên nọ bên kia để biểu diễn. Có em Hải với em Dung là một là trưởng nhóm hay là phó nhóm của đội ca nhạc đoàn múa hát của nhà hàng Sapa TV và dân tộc quán Sapa. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây là cái óc ngựa này. Đấy. Ăn cái này đảm bảo là phục hồi sức khỏe để anh em mình tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt. Mỗi anh chị em một cái tiền này. Này em ơi. Em. Mời anh em. Quỳnh. Bây giờ đố Phan Diễm ăn cái óc này xem là ở trong đây có cái vị gì đặc biệt. Vị đắng ạ. Dạ em biết là vị đắng rồi. Canh đắng này có đắng chứ. Nhưng mà em xem là có cái loại gia vị gì đặc biệt. Em thấy ăn nào. Em cảm nhận cho chị gái. Cái gì mà mình nhà mình bán ăn cái hạt dổi. Hạt dổi mà ở đây nấu canh đắng ở người đồng bào ấy, thường là khi nấu người ta cho một hạt dổi, một ít hạt dổi nếp nên là cực kỳ là thơm và dậy mùi các bạn nhé. Mà cái canh đắng này là ngoài sử dụng cái lá đắng ra ấy, thì bên mình còn ngoài sử dụng cái mật ra thì cho thêm cái lá đắng vào nữa. À, nếu mà nhiều mật quá ăn thì nó đắng quá không nó chịu đắng, được nhưng đắng mà như tê tai mình không thể nào mà nhưng ăn mà được. cái lá đắng này ăn xong nuốt lên cổ bắt đầu nó mới có vị ngọt. Đấy. À, thở dốc này em. Hay mà thèm quá. Đấy à. Để múc vô cái muỗng đi em ăn cho nó hết hơn. À. À bạn ấy vẫn trong bát là vẫn còn canh. Cái lá đắng này hình như hầu như em chưa từng ăn hay sao? À, em phải đắng này là do mật hay là do lá, phải là đắng nữa. Lá đắng tự nhiên ở mật. Trên rừng luôn đấy, bà con đi lấy đấy. Gọi đắng là lòng tên... hay gọi là đắng lòng. Đắng lòng. Ừ. Và ngoài món thịt ngựa ra thì không thể thiếu được là món trâu gác bếp và chẩm chéo Sapa TV. Đây là thịt trâu gác bếp nhà mình bán các bạn nhé. Ở trên mạng ấy, nhà mình bán là 1 triệu một cân, còn tất cả mà ở trên mạng bán 5-600 mà lấy mác Sapa TV, tất cả đều là lừa đảo hết. Anh em muốn mua thịt ngựa chuẩn thịt trâu chuẩn thì anh em alo cho Hải vào số 0974686389 hoặc truy cập vào website sapatv.vn để ủng hộ mình nhé. Đấy, đây. Rồi mời anh em đi. Khi đến nhà hàng mà trước khi các bác mà gọi đồ ăn các thứ thì có thể là thưởng thức thêm cái món là thịt trâu gác bếp này. Không làm các bác phải thất vọng bởi vì thịt trâu bên em mà đảm bảo là thịt không chất bảo quản, không chất phụ gia mà thửa được từ một cái loại thịt mà ngon nhất, đỉnh nhất và ướp một mình một vị không bị đụng hàng luôn. Wow.
sau cái buổi ăn cơm buổi tối ngày hôm nay thì ngày mai anh em mình tiếp tục cuộc hành trình đi xuyên Việt, đi khám phá các tỉnh là ở vùng ven ở Sapa. Nhưng mà có một điều đặc biệt, đó chính là mình sẽ về quê hương của em Bếp Trên Bản để ăn mừng nút bạc với con lợn là hơn 100 kg. Đấy, em đang về bắt lợn chuẩn bị ong đậu mén mén các kiểu. Thì mai anh em mình đến nên là đấy là lý do mà hôm nay thiếu hai chị em đó. Mừng ăn đi, áp áo ăn đi. Chờ là làm ăn cầm chéo cay đã nhở. Còn chẩm chéo Sapa TV thì 100.000 một lọ các bạn nhé. Anh em nào mua 3 lọ tôi tặng 1 lọ. Đấy. Nhưng còn, mà chỉ trong khi mà xem được cái video trực tiếp này mà đặt hàng luôn mới được nhá. Còn ngoài ra này trở về là 3 lọ là không được tặng lọ nào cả. Thanh toán đủ hết. Các bác đến cửa hàng em ấy là mua là không được tặng đâu. Các bác chỉ có mua ở đặt hàng ở trên online này thì các bác mới được tặng thôi đấy. Đến cửa hàng y án luôn. Đây là món bắp ngựa này. Đấy, bắp ngựa xào mẻ. Đó. Anh em mình ngồi review nhiều món quá đâm ra là còn một số những cái đây đây. Áp báo làm tí đi em. Bình thường hôm nay chú đu đưa với anh tít lắm mà hôm nay từ từ đấy. Em tối hết cái nước rồi đi. Thử cái món bắp này xào mẻ này. Không hiểu em. Bắp xào chua hay gì? Bắp xào mẻ. Mẻ. Cho thêm ít rau thơm nó là rau răm. Nó tạo lên một độ thơm cực kỳ là khác biệt. Mẻ là phải xào sột sệt nha, không phải là bọng bọng nước đâu. Hay không phải là nhúng qua mẻ đâu. Trước là em ăn trâu nhúng mẻ rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt cái là ăn ngựa nhúng mẻ. Em ăn trâu nhúng mẻ ở đâu? Đây là ngựa xào mẻ. Xào mẻ. Hôm nào Phạm Dũng về Bắc Giang anh đưa đi ăn trâu nhúng mẻ. Chưa ăn chưa nhỉ? Có trước vụ bóng đá có ăn rồi, có thấy cả Thủy Tiên nữa. Cô Hiền. Châu giật Bắc Giang, Bắc Ninh. Cô Hiền này, ai là cô không vui. Ngày xưa cô mổ trộm châu bị bắt đi tù. Hả? Không là mình ăn mừng SEA Games, mình coi đây. Hôm nay chị nhớ có cả Cẩm Tiên đi cùng. Thì có xem là Việt Nam thắng cái gì. Nhưng mà hôm nay thực sự là mổ con cá tầm to, nhớ đấy em Cẩm Tiên thật đấy nhỉ. Cẩm Tiên có xem video này thì sớm về Việt Nam đi nhá. Ôi. Thành công đậu rừng. Anh Hải cho ăn cái đầu đen đen. cái đầu đen này là cái chỗ mà nó cọ sát nhiều nhất. Còn cái hai viên bi các bạn. Em ơi khật ra trước đi. Từ từ nhưng mà trước khi cắt ra thì để anh múc cho mỗi người của bác thắng cố trước đã. Để thưởng thức. Anh nghĩ là thắng cố tuần này ăn ngon lắm rồi đấy. Này. Này mọi người. Này anh cảm ơn. Ăn thắng cố ấy, thường là các bạn phải ăn nóng mới ngon. Đấy, thịt ngựa cho vào. Nhưng mà mọi người đừng ăn thảo quả với đừng ăn cái lá nhé. Đấy. Mình chỉ ăn cái phụ kia thôi. Đấy. Đấy. Áp áo đưa anh cái bát nào. Thắng cố. Lá thắng cố đấy em, đúng rồi đấy. Đây. Em ơi. Đây còn bát của anh này. Còn bát này là Diễm lấy cho em rồi. Thắng cố này là phải ăn tí lòng nữa nó mới thơm, nó mới chuẩn. Chuẩn vị. Đâu còn em gái anh đâu rồi? Có cái hết rồi anh em tự múc à? Thế à? Không, phải đừng múc được nhiều tí. Ăn uống là nó phải ngập mồm. Đây. Nhìn hấp dẫn thế. Đây là mình còn chưa cho rau vào đây các bạn nhé. Em thích ăn lòng à? Dạ. Đây, lấy cho toàn lòng thôi. Toàn lòng đây. Đấy. Xin nha. Không có dưa. Rồi, bây giờ nhờ em khật cái này ra đi. Anh đưa chén qua đây. Mỗi người cắt à, không, cái này cắt ra đây đi. Không, có ăn để riêng, để hồi lỡ không có thì. Anh đưa chén ở đây. Nó còn dai. Song Hỷ là nhận cái đầu luôn nha. Con Hải. Anh Hải à, tưởng Song Hỷ. Anh em chơi căng thế. Đúng quả đầu đi ăn. Đây này. Cắt lên đi.
mềm ăn chín rồi nên anh cứ yên tâm ăn cái đó đi, không có dài đâu. Con ngựa này cũng non, chắc là nó cũng mới đá nên là cái nó còn mềm. Biết đâu chưa lần nào. À, con này nhìn mềm mềm này chắc là chưa rồi. Cái này nó mới vậy thì thôi anh. À, thấy đầu đầu đen đen rồi chắc làm rồi. Xem nó phải cắt cái này nguy hiểm quá nhỉ. Nhưng mà cảm giác mà khi bị kéo cắt mà nó là của ngựa ấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó hơi thốn thốn cái gì. Cắt cái quả ra luôn mà. Cắt tất đi em. Có gì cắt mấy gì vậy? Ôi xong cái này nó có nước ở bên trong nhá. Nếu mà nó đặc không sao nước này phò ta dũng ấy. Ôi em cái này em cảm giác nó giòn lắm nha. À. Đúng là em nghĩ cái này chắc nó bùi bùi ha. Cái này riêng mà yêu thấy này, riêng mà yêu ai thì người đấy cũng phải là từ từ để xem xét đấy. Làm thử luôn đi, thử còn nào. Lỗi cho riêng buồn là chết với riêng. À. Rồi riêng cắt đi. Ôi cho hết vào trong em ạ. Cho hết vào trong. Đây chị Quỳnh thử miếng luôn. Đấy. Rồi thử luôn đi chị. Em thấy sao? Thì theo em nói nãy nó bùi bùi. Bùi bùi. Cái câu này nghe vẻ giống kiểu Thái nói ấy nhỉ. Sao cái này là cái gì? Ngon lắm ấy. Cái nồi này mới là bãi bổ luôn này. Ui. Ôi. Đúng là cảm ơn em gái. Chị phát đưa này cho sao nó này không cân nhỉ? Cái quả này to hơn. Này hơi bự hơn. Quả này tối nay về thì cứ phải gọi là cái này để ra đi. Ok. Nhưng mà Quỳnh đã có người yêu chưa em? Có người yêu chưa? Em chưa. Chưa yêu á? Thế thì em ăn cái này vào thì tối nay thì rồi mời tất cả các bạn nhé. Em mời dạ. Cả nhà. Anh em thấy quả đầu uy tín. Rồi tôi nhìn quả đầu này. Rồi thôi. Này thì trước thì. Không, cái này ninh cho nó ngọt nước đã. Để ăn cái này đã. Rồi mời anh em nhé. Em mời cả nhà. Thịt ngựa cảm giác như kiểu là rất dai nhưng mà em ăn không? Cho ăn sật luôn. Nhưng mà phải nói là nấu ngựa tươi này ngon. Ở Sapa là nói thật với các bạn là nếu mà để nấu ngựa tươi là rất ít nhà hàng. Vì nhà mình có hệ thống nhà hàng rồi, ít nhất là hai cái. Nên là mình mổ ngựa là sẽ chia đều hai bên là ngựa cực kỳ tươi. Bán nhanh hết. Cái này mẹ em cảm giác là cho rau lá ngót này kia vô thì. Cho đi, cho rau vào đi em, để ăn rau. Đây, mời anh em. Em ơi cho chị xin rổ rau. Rau nhúng thằng cố nhá. Ừ. Rau. Thử thật luôn nhờ. Sao? Cái da chị em thử cái da đi. Ăn nó ngọt. Chị vừa ăn một miếng rồi. Đúng. Nhưng mà trong ăn thằng cố á. Ăn nguyên miếng da luôn mới được. Ngon nhất, nó vẫn là cái lòng. Đúng không? Và đặc biệt nữa đây này. Lòng da. Cái lòng này khi các bạn ăn vào nhá, nó phải có hơi một chút mùi mùi. Nếu mà nó chuẩn bài, còn nếu mà các bác nhìn là cảm tưởng là rất là dai hay là dày khó nhai nhưng không phải đâu, khi tan chảy ở trong mồm có cái độ dai nhất định. Có mùi thum thủ không? Hơi hơi thum thủ một tí. Đấy, nó phải đúng như thế nó mới chuẩn. Đúng mùi mới. Nhưng mà nó không làm ảnh hưởng gì đến cái nồi này là miếng nào ra. Nếu mà linh mà nhừ hẳn, nát hẳn ấy thì lại không ngon. Nó phải tạo nên cái độ dai dai, giòn giòn, sật sật ở trong miệng mình mới cảm nhận được. Xong thì ăn thằng cố thấy thế nào? Ngon. Nhiều người ở trên mạng cái đồn bảo thắng cố nó lềnh phềnh, nó nổi thế lọ thế kia, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Đây thắng cố cho mình như này này. Qua mình làm rồi. Em ơi, đấy. Bổ sung cho anh thêm ít nước lẩu đây. Thêm rau luôn nhá. Đấy. Và. Đây, anh em này. Nhìn cái miếng này. Miếng nào ra miếng đấy chưa? Sắc thử ăn ghê đúng không? Miếng là lòng này. Trong con ngựa thì cái lòng nó không nhiều đâu.
Giòn. Không ngon. Ok không? Ngon quá. Thế này làm chén nhỉ? Ăn báo cho anh chén nào. A Bảo thổi sáo bài nào hay hay nhỉ? Có bài nào về Tây Bắc Hà Giang không nhỉ? Tây Bắc ấy. Về Tây Bắc tôi. À, bài về... của A Bảo đấy. Nghe con chim cung cua kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, kiếm trong rừng, lạc trong rừng, chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây vương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lên chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn piêu đây. À chị ơi, à ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chắc khăn đây làm môi nói duyên nhau, hỡi tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Một to siêu quá, siêu to khổng lồ. À, nhưng mà em hát hay như này mà chưa người yêu thì bây giờ em có muốn có người yêu không? Dạ có ạ. Đây em ấy thấy là nhậu ở nhà hàng Sapa TV là sẽ có người yêu. À. Dạ. Thế thì em có thể chia sẻ cái Facebook cá nhân của em hay là số điện thoại Zalo được không để dễ tìm người yêu? Dạ được ạ. Facebook Nguyễn Như Quỳnh ạ. À. Thế là số Zalo. Cái đấy phải vùng kín anh ạ. À, inbox vùng kín. À, mọi người đến nhà hàng Soa TV sẽ được gặp bạn Quỳnh nhé. Thôi được rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em mình nâng ly nhỉ. Hy vọng là bài hát sẽ được chiếu ở trên kênh YouTube, bởi vì cái này mình cũng chưa biết là khi nào nó dính bản quyền các bạn ạ. Dạ. Khó nói lắm. Hô đi anh. Thôi, có khi là bây giờ anh em mình cũng làm nốt chén này xong rồi xin phép là để mình đi giao lưu với khán giả anh em chút, mọi người cứ thưởng thức nhá. Nào, 1, 2, 3, dô! 2, 3, dô! 2, 3, dô! Có bao nhiêu? Hết! Rồi, anh Mê Quỳnh đi nhá. Dạ. Anh Quỳnh đi giao lưu nhá. Ừ. Rồi, còn anh chị em cứ ngồi ăn ăn đi nhá. Đi, hai giờ mình đi. Hai giờ mình đi giao lưu. Đi, đi chinh chiến cầm chén đi. À. À, sao bên này giao lưu với anh một chén được không? Ok, có quay phim được không? Được. À, quay được. Không phải, cứ phải hỏi cẩn thận như đâu, anh đi chính hàng Fakian thì chết. Chúc sức khỏe các bác nhá. Anh em đang uống rượu gì đấy? Sau cái vé leng mà ta đi toàn được rượu thế này thì tí nữa xả đâu? Tí nữa tìm. Tìm mà. Nhưng mà khó quá. À, hai anh em. Hai anh em có chén rượu quý vào mời tất cả các bác cái nhỉ? Ok. Rồi. Anh em ở trên đây là cũng toàn cái fan ăn uống cho nên là biết anh từ rất lâu rồi. À, hôm rồi. Nay là hẹn nhau là phải lên trên đây. Cảm ơn rất các anh. Rất may gặp anh. Vâng. Nhưng mà các anh cho xin ý kiến là đồ ăn này có ok không? Rất rất ngon nhưng mà anh ngửi đi. Tiếp hôm nay là nó hỏng mất bát cái cành. À, thế à? Vâng, bởi vì là anh em đầu bếp nên là có hôm là tiết canh được, có hôm không, mong anh thông cảm. Nào anh em mình làm cái nhờ. Nào. Anh chị em ơi! 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 3 Hà Giang, 24 Lào Cai, 25 Lai Châu là đại diện cho 3 tỉnh phía Đông Tây Bắc. Nào! Anh em ơi! 2, 3, 4! Rồi, em cảm ơn nhá. Chúng em chụp hình với Hải cái nhỉ? Dạ vâng, ok anh. Dạ. Đây các anh chụp đi, em chụp cho, em chụp cho. Đây đây đây. Em đứng chụp cùng anh được không? Đây để em chụp cho các anh. Máy của ai đây? Em không biết máy ai đâu. Từ từ từ, ít một. Ê, mày mình chụp cho anh. Ai một được. Mình ra mình chụp cùng nhá. Nào. Cảm ơn anh. Dạ. Anh em cứ yêu quý này lại là động lực của mình. 2, 3. À, 2, 3, ok. Đấy, rồi. Còn mấy nhóm nữa em cơ. Rồi, 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 ok anh. Hâm mộ chưa? Làm tí. Nào, 2, 3,
Yo, ok. Rồi, em cảm ơn nhá. Rất hâm mộ anh Hải. Xin phép chụp riêng với anh Hải. Ok, ok. Chụp riêng với anh Hải. Chụp riêng với anh Hải. 2, 3. Ok. Ok. Chụp riêng. Chụp riêng. Ok, ok. Đối thủ đấy nặng cân đấy. Ok. Rồi, thank you. À, cảm ơn anh. Ok, ok. Anh này dập như mấy câu. Uống không ấy hàng. Rồi, ok. Anh em rất ủng hộ đấy. Dạ, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nào. À, em chơi cả lon luôn. À, chơi cả lon luôn à. Dạ. Rồi mời các anh nhá. Anh em mình hô gần nhá. Quản ca. 2, 3. Dô. 2, 3. Dô. 2, 3. Uống. Uống nhiêu? Uống hết. Hết nha. À không hết. Chúc nhà hàng mình ngày càng phát triển nhá. Ờ cảm ơn. Okay. Anh nhà hàng anh tên là gì nhỉ? Để hôm nào anh em về review nhỉ? Nhà hàng Vua Cá Lăng à? Ok nhá. Vua Lăng. Rồi. Có video rồi nên là hôm nào về là nếu mà anh em đến ăn được giảm bao nhiêu % đấy? Ôi giời ơi, miễn thoải mái luôn. Cảm ơn anh. Dạ. Yeah, miễn thoải mái hôm nào có đi qua ghé qua quán mình nhá. Anh cảm ơn. Nhà hàng nhá. Ok, anh cảm ơn nhá. Thank you. Dạ, cảm ơn nhá. Ok, ok. Dạ, thank you anh. Cái rau này là nhiều loại rau chứ đâu phải một loại rau. Đây là tổng hợp. Ngon nhất là mà ăn cái loại này là rau cải. Rau muống này, rau ngót này, rau cải mèo này, đấy là ba loại. Nếu mà hợp nữa thì có một loại nữa đó là rau bắp cải. Ơi, cái kiểu anh chắc ấy. À thế à? Vừa chụp vẫn chưa được à? Rồi. Ok. Cảm ơn anh nhá. Có gì mai này qua ủng hộ nhá. Chắc là phải 34. Rồi. Dạ, 34 các anh này lên chuyến nữa à? Rồi, hẹn gặp lại các anh 34 nha. Cảm ơn các anh nhá. Dạ. Rồi ok. Tuyệt vời. Thôi sau đây có đi anh em mình thưởng thức rau, sau đấy thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây bởi vì về nghỉ sớm mai sang bên nhà Ai Mí nữa. Từ Sapa sang Lai Châu là một quãng đường khá là xa các bạn ạ. Nếu mà các bạn lên đây vào dịp 30 từ 5 thì sẽ vẫn gặp Hải nhé. Vì mình sang đấy, sau đó thì mình sẽ quay về Sapa, sau đó thì mình mới đi tiếp. Mọi người mà muốn đặt ăn ở nhà hàng mình thì hãy alo cho Hải, số điện thoại là 056 345 6789. Ngoài thắng cố, lợn đen, gà bản, rồi cá tầm, cá hồi thì còn cũng rất là nhiều món ăn đặc sắc khác. Giá cả thì các bạn biết rồi, bình dân. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn. Bye bye. Chào các bạn ạ. Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ.
rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy, hợp các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.